làng tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16 cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé kéo lầm vào nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý có người tôi thương. Sông bên kia vùng lửa khói, làng tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lũy tre muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16 cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé kẽo lầm vào nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý có người tôi thương. Nhà tôi có dàn thiên lý có người tôi thương.
Rồi, xin cảm ơn các bác. Bây giờ xin phép các bác là em tắt nhạc để giới thiệu sơ qua về chiếc âm ly của hãng Pioneer với mã là SX414. Đây là dòng âm ly cổ sản xuất năm 1972. Công suất tiêu thụ điện là 60W. Điện 100V. Đây là một trong những dòng âm ly là kết hợp đài, dòng âm ly đài, receiver, đài. Chất lượng cao của hãng Pioneer, thiết kế mặt phay nhôm sáng bóng. Mặt phay nhôm sáng bóng. Các cái nút điều chỉnh là cũng sáng bóng bằng thép, được thiết kế rất là hài hòa, trông rất là đẹp mắt, sang trọng. Đặc biệt là giải đèn sóng FM màu xanh lên rất là đẹp. Vỏ là vỏ gỗ, gỗ lạng. Vỏ gỗ lạ cũng còn rất đẹp đó. Đây, vỏ gỗ lạ chỗ này thì hơi bị xước tí gỗ, cũng hết sức là bình thường. Đây em soi kỹ cho các bác xem, đây là xước tí gỗ thôi, không sao cả. Đây là trong quá trình vận chuyển cũng khó tránh khỏi, hàng bãi mà. Đây. Đây, em soi kỹ cho các bác xem, màu gỗ rất đẹp đó, lọc lưng gỗ, gỗ lạng nha, rất đẹp. Đó, đây trên đây là mặt phay nhôm nhé, sáng bóng nhé. Đây trên này cũng có tí một hai cái vết xước nhỏ đó, trong quá trình vận chuyển. Nói chung là tổng thể mặt trước rất đẹp. Đây là một con máy rất là gấu nặng. Đây là nút chỉnh chế độ vào, tức là đầu vào là gồm có là kết hợp luôn là nút công tắc nguồn luôn, là gồm có đánh hai cầu AB, hoặc là con này đánh được hai cặp loa cùng lúc là A cộng B. Nút chỉnh bass, chỉnh treble, outlet đầy đủ, nút tape. Đây, chọn là ngõ vào là AUX này, phono này, FM, AM này, mic này. Đặc biệt là em này là núm volume, là có hai vòng, vòng ngoài và vòng trong. Vòng ngoài là âm lượng, vòng trong thì chúng là nút ba lăng. Nếu như là các cái con âm ly khác thì là khi bạn xoay thì nút ba lăng sẽ cố định, nhưng mà đối với dòng là âm ly này thì là do là kết hợp giữa mic này, chỉnh volume, chỉnh ba lăng, đâm ra là các bạn chỉ cần xoay hai núm này thẳng hàng nhau thì là khi mà vặn thì là cả volume, cả phím ba lăng ở bên trong đều dịch chuyển. Đó là đặc trưng của dòng này. Đây là nút chỉnh chọn sóng FM, AM. Đặc biệt là dòng này bắt sóng FM, AM ở Việt Nam là rất là nét, rõ, khỏe. Đây, em quay mặt sau. Đây, mặt sau. Mặt sau là các cổng
Phono, AUX, Tep. FM. Đây là anten sóng dò FM. Đây. Con này dễ ghép loa, trở kháng là rất rộng 4 đến 16 ohm. Đấy. Và một cái đặc biệt của dòng Omni này nữa là cái cổng rắc cắm loa của nó là được chế tạo rất đặc biệt, đấy, chỉ có hai lỗ. Mà hai lỗ này là lỗ dẹt. Lỗ cang ở trên là cực dương và lỗ thẳng đứng ở dưới là cực âm. Đấy, đặc biệt là Omni này là em vẫn còn nguyên là cả cái rắc cắm của là cổng loa nguyên zin. Đấy các bác xem. Bây giờ nếu mà các bác đi tìm cái cổng cắm cặp loa này của dòng Omni này thì ở bên ngoài thị trường không bán và giá rất là cao. Riêng em nhập vào đã là 200.000 một cái rắc cắm này. Đấy, thông số kỹ thuật là Pioneer SX44. Điện 100V và công suất tiêu thụ điện là 60W. Con này là đánh sò than nhí cho chất âm rất là chi tiết, trong sáng, bass sâu. Đây, số series ở đây là in trên tem nhôm cho nên là rất là khó đọc. Hồi gỗ. Nó sơn nguyên tin, nguyên bản. Đó. Đây, quay lại là em này là xuất dòng xuất điện trở cho chất âm rất hay, chạy 4 sò than nhí. Đó. Nhiều bác là cứ hay băn khoăn là không biết là dòng này với hay là bị nhầm lẫn giữa cái dựa vào hơi nhiều vào cái công suất tiêu thụ điện của một chiếc âm ly. Là chiếc âm ly mà là công suất nhỏ liệu có đánh được các loa lớn hay không, thì là cái này là các bác là cũng phải lưu ý là 60W là công suất tiêu thụ điện đó, nhưng là đây là xuất âm điện trở nên dòng âm ly này đánh các loa đánh được các loa cho chất âm hay. Đấy. Hiện nay em đang dùng Omni này đánh con cặp loa 325 cho chất âm rất hay, vừa test âm thanh cho các bác thử. Sau đây các bác chờ đợi ít phút em sẽ mở cái lắp ra và chúng ta cùng khám phá bên trong nội thất của chiếc Omni này Pioneer SX414. Rồi, xin mời các bác tham quan bên trong tụt gan của chất âm của chiếc Omni này. Đây, sassi còn rất bảy màu sáng bóng. Đó, thiết kế của dòng Omni. Cổ hồi xưa là mạch rất là đơn giản. Nội thất còn rất mới, sản xuất từ năm 1972 và rất đẹp, nguyên zin nguyên bản. Đây, nguồn to, tụ Ela
À, chơi rất xịn. Tụ Elna nhé, tụ nguồn Elna. Hàng xịn. Sắt xi, 7 màu. Đây. Mạch thì sáng bóng như mới nguyên bản. Đây là tụ chi chít, tụ cao cấp. Xiaomi lại được hãng Pioneer đầu tư cũng rất là cẩn thận. Đây, 7 màu nha, sắt xi 7 màu. Đầy đủ. Soi rất kỹ cho các bác yên tâm. Đấy, tủ eo la này, to này, nguồn này, nguồn to này, nước sơn này, nguyên zin như mới. Rồi, ok. Các bác quan tâm muốn mua sản phẩm này thì xin đến liên lạc với số điện thoại là 0983 478 408. Đó. Em xin báo giá là sản phẩm này là 3,3 triệu. Đó, chưa bao gồm phí ship. Và giá là em sẽ để trên trên gọi là mục ghi chú hoặc là trên thanh tiêu đề các bác theo dõi. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh, ủng hộ shop. Xin chào và hẹn gặp lại.